Rồi. Dặn cái cây này sợ rớt cái máy quá. Rồi, giới thiệu đồ mới được chứ. Giới thiệu người hôm nay thì Tân sẽ cho mọi người đi hái ổi chín cây cho mọi người xem nha. Đây đây là những cái ổi, đây là ổi nó cao quá vậy. Đây là hái ổi chín cây. Rồi. Có nét đồ. Lấy gần gần nó đâu. Rồi. Lắc nghe quay đại, quay đây rớt à, ghê quá, ghê quá à. Tại sao ôi trời không được, tại sao đâu có chết đâu vậy. Ta làm cái chéo rồi. Đang đi ra đó rồi. Cái nào nổi chịu chân nổi không? Rồi, xí theo người hôm nay thì vậy. Nó bẻ đằng kia rồi, cây nè. Rồi, ở này về chấm muối ớt để mọi người gần đây chia sẻ bán nha. À. Rồi. Rồi, qua. Rồi, tắt ngang. Chưa. Rồi. Nên như thế rồi, chào tạm biệt mọi người. Đây là ổi chín cây tự nhiên mình đúng. Rồi, không phút thuốc hóa học, không thuốc trừ sâu gì hết. Đang đây là mình ăn thưởng trái mọi người xem nha. Ta cười rồi.
cơ à. Ngon quá.